chào quý vị và các bạn. Suốt dọc chiều dài đất nước, 24 giờ qua thời tiết hoàn toàn tạnh giáo. Các tỉnh phía Bắc trời ấm áp hơn hẳn, chỉ còn rét nhẹ vào đêm và sáng tại vùng núi cao. Trưa chiều mức nhiệt nâng dần lên ngưỡng 27-29 độ, một số nơi còn lên tới 30-31 độ. Trong khi đó thì ở phía Nam, trời có nắng nhiều hơn với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31-33 độ. Riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng nhẹ với ngưỡng xấp xỉ khoảng 34 độ. Tuy nhiên vì đỉnh chiều lên nên nhiều tuyến phố của thành phố Hồ Chí Minh đã bị ngập sâu gây cản trở nhiều đến đời sống sinh hoạt của người dân. Hôm nay và ngày mai, mặc dù không khí lạnh từ phía Bắc có tăng cường yếu trở lại, tuy nhiên thời tiết tại khu vực Bắc Bộ sẽ không có quá nhiều chuyển biến. Trời chỉ nhiều mây hơn, có mưa tại một vài nơi với lượng không đáng kể và nền nhiệt độ trưa chiều sẽ giảm nhẹ khoảng từ 1-2 độ. Phải đến ngày 18 tháng 12, do ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc, thời tiết của toàn khu vực mới bắt đầu có sự chuyển đổi rõ rệt. Trời nhiều mây, mưa lan dần từ vùng núi tới khu vực Trung Du và Đồng Bằng. Gió trong đất liền sẽ mạnh dần lên cấp 3, cấp 4, vùng ven biển cấp 5, trời chuyển rét. Quý vị và các bạn nên có kế hoạch phòng tránh để bảo vệ tốt cho sức khỏe của mình, đặc biệt là với người già và trẻ nhỏ. Ngoài ra thì các hộ dân thuộc vùng ven biển không nên ra khơi và chú ý theo dõi sát sao các bản tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển. Tại khu vực các tỉnh ven biển Trung Bộ, thời tiết nắng giáo tiếp tục duy trì trong ngày mai. Sau đó từ chiều tối ngày 18, với ảnh hưởng của đới gió Đông Bắc kết hợp với điều kiện địa hình, Bắc Trung Bộ sẽ xuất hiện mưa rông. Sau đó mưa còn lan dần tới khu vực Trung Trung Bộ, nên nhiệt độ cũng nhanh chóng hạ dần. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì kiểu thời tiết ổn định, trời ít mưa, ban ngày có nắng. Chỉ lưu ý là trong ngày 19 tháng 12, do ảnh hưởng quá trình khuếch tán của không khí lạnh, nên tại Bắc Tây Nguyên trời sẽ chuyển nhiều mây hơn và nhiệt độ về đêm sẽ có xu hướng giảm nhẹ từ 1-2 độ. Ngoài ra, mặc dù đỉnh chiều đang xuống dần, tuy nhiên từ nay đến ngày 19, các tuyến phố trũng của thành phố Hồ Chí Minh vẫn cần đề phòng khả năng ngập úng, gây cản trở nhiều đến hoạt động lưu thông của người dân, đặc biệt là vào giờ cao điểm. Sau đây sẽ là dự báo cho từng khu vực trong 3 ngày tới. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, vào ngày 17 thì mây thay đổi, thời tiết phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió nhẹ. Từ trưa chiều ngày 18 cho đến ngày 19, trời chuyển nhiều mây, có mưa rào rải rác tại phần đông nam của khu vực, nên nhiệt độ giảm nhanh và trời chuyển rét. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ vào ngày 17 thì mây thay đổi, phổ biến ít mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hừng nắng. Ngày 18 và ngày 19, trời chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác tập trung trong ngày 18, nên nhiệt độ giảm nhanh, trời chuyển rét. Xuôi xuống khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, vào ngày 17 thì mây thay đổi, phổ biến ít mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Từ trưa chiều ngày 18 đến ngày 19 tháng 12, trời chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, nên nhiệt độ giảm, trời chuyển rét tại phần phía Bắc từ ngày 19. Tại khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày 17 và ngày 18 tháng 12, mây thay đổi, phổ biến ít mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Vào ngày 19 thì phía Bắc chuyển nhiều mây, có mưa rào nhẹ rải rác, nên nhiệt độ giảm nhẹ. Vùng cao Tây Nguyên vào ngày 17 và ngày 18 mây thay đổi, phổ biến ít mưa, ban ngày trời nắng. Ngày 19 trời chuyển nhiều mây hơn tại phần phía Bắc nên nhiệt độ giảm nhẹ. Khu vực Nam Bộ trong 3 ngày tới duy trì kiểu thời tiết mây thay đổi, ít mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao tiếp tục dao động trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Xin được chuyển sang phần dự báo thời tiết cho khu vực Biển Đông. Ngày mai thời tiết tại khu vực phía Bắc của Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa vẫn tốt. Mưa rông chỉ xảy ra ở một vài nơi, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Từ ngày 18 thì gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7 biển động, kèm theo mưa rông rải rác. Các tàu thuyền cần hết sức lưu ý, không nên ra khơi trong thời điểm này. Trong khi đó, thì khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, từ ngày 18 gió cũng chuyển dần sang hướng Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6 biển động nhẹ. Lưu ý, khu vực phía Nam có mưa rông rải rác vào lúc chiều tối và đêm, khiến cho tầm nhìn xa giảm chỉ còn từ 4 đến 10 km. Thưa quý vị, từ đêm đến sáng ngày 18, do ảnh hưởng của một đợt gió mùa đông bắc mới nên thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ bắt đầu có sự chuyển biến. Mưa bắt đầu xuất hiện trở lại khu vực vùng núi phía Đông Bắc Bộ, sau đó lan dần đến vùng Trung Du, Đồng Bằng và Tây Bắc Bộ. Gió mạnh dần lên cấp 3, cấp 4, vùng ven biển cấp 5, trời chuyển rét. Cũng từ trưa chiều ngày 18 thì khu vực Bắc Trung Bộ sẽ dần chuyển nhiều mây và có mưa. Sau mưa còn lan đến các tỉnh thuộc Trung Trung Bộ nên nhiệt độ cũng giảm nhanh. Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết trưa nay của kênh VTC14. Xin kính chào và hẹn gặp lại!